Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024 với những chuyên mục Tin Thời Sự và kế đến là chuyên mục Suy Tư Tản Mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đức Thánh Cha Francisco thương tiếc những người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản. Ý cầu nguyện tháng 1 của Đức Thánh Cha cầu cho ơn đa dạng trong giáo hội. Và cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu năm tới sẽ diễn ra tại Tallinn. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động của giới trẻ. Vào ngày 1 tháng 1 vừa qua, giới trẻ giáo xứ Trình Xuyên hân hoan mừng lễ quan thầy Đức Maria làm mẹ Thiên Chúa và kỷ niệm một năm thành lập với chủ đề Tuổi trẻ cùng mẹ xây dựng hòa bình. Nghi thức đón tiếp bắt đầu vào lúc 15 giờ với sự hiện diện của các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Nam Định. Sau giờ khởi động với những bài cử điệu sôi động, các bạn trẻ bước vào giờ chầu thánh thể sốt sắng cùng cộng đoàn giáo xứ. Cao điểm của ngày lễ quan thầy là thánh lễ mừng kính Đức Maria, mẹ Thiên Chúa do cha xứ Giuse Bùi Văn Cường chủ sự vào lúc 17:30. Ngay sau đó là chương trình Hoàn Ca Văn Nghệ. Vào đúng 22 giờ, các bạn trẻ được mời gọi lắng đọng tâm hồn, cùng nhau cầu nguyện bên ngọn lửa với chủ đề Cùng mẹ con tìm lại chính mình. Ngày lễ quan thầy kết thúc với nhiều niềm vui và kỷ niệm khó quên. Liên quan đến hoạt động bác ái. Sáng thứ Ba, ngày 2 tháng 1 năm 2024, Caritas Giáo hạt Nam Định đã tổ chức họp mặt tổng kết tại giáo xứ Đại Lại. Tham dự ngày họp mặt có sự hiện diện của cha đặc trách Caritas Giáo hạt Nam Định, Anton Phạm Văn Giảng, cha phó ban Giuse Đặng Anh Việt và 20 thành viên đại diện cho các giáo xứ trong giáo hạt. Trong cuộc họp, đại diện các giáo xứ lần lượt báo cáo về tình hình hoạt động trong năm vừa qua, nêu lên những thuận lợi cũng như khó khăn khi làm việc, đồng thời đưa ra định hướng hoạt động cho năm mới. Đỉnh cao của ngày gặp gỡ là thánh lễ đồng tế vào lúc 10 giờ do cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Hy cử hành. Ngày họp mặt khép lại với bữa cơm thân mật giữa quý cha đặc trách và các thành viên đại diện giữa niềm vui những ngày đầu năm mới. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024, một ngày hồng ân của những ngày đầu năm mới dương lịch, giáo khu Bút Bốn thuộc giáo xứ Bút Đông, tọa lạc tại tổ dân phố Đông Duyên Giang, phường Châu Giang, xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse về làm phép và dâng thánh lễ tạ ơn ngôi nhà thờ mới mà giáo khu đã hoàn thiện sau khoảng thời gian 7 năm xây dựng. Đức Thánh Cha Francisco thương tiếc những người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với những người đau khổ và những người đã mất người thân trong trận động đất chết người ở miền Trung Nhật Bản khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. Trong một bức điện tín được Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin thay mặt Đức Thánh Cha gửi vào thứ Ba ngày 2 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha vô cùng đau buồn khi biết về những mất mát về người và thiệt hại do trận động đất ở quận Ishikawa gây ra. Một trận động đất mạnh xảy ra ở miền Trung Nhật Bản hôm thứ Hai đưa ra cảnh báo người dân phải sơ tán một số khu vực trên bờ biển phía Tây, phá hủy các tòa nhà, làm mất điện hàng nghìn ngôi nhà và làm gián đoạn việc đi lại trong khu vực. Trận động đất với cường độ ban đầu là 7,6 độ Richter đã gây ra các đợt sóng cao khoảng 1 mét dọc theo các khu vực bờ biển Nhật Bản và chính quyền cho biết các đợt sóng lớn hơn có thể kéo theo. Đức Thánh Cha bảo đảm với tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này về tình liên đới chân thành, sự gần gũi tinh thần và những lời cầu nguyện, đặc biệt dành cho những người đã chết, những người đang than khóc về sự mất mát của họ và việc giải cứu bất kỳ người nào vẫn còn mất tích. Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc đưa ra lời khích lệ cho các chính quyền dân sự và nhân viên cấp cứu khi họ hỗ trợ các nạn nhân của thảm kịch này và sẵn sàng cầu xin mọi phúc lành an ủi và sức mạnh của Thiên Chúa. Sau thảm kịch, Đức Tổng Giám mục Tatsuhiro Kikuchi, giáo phận Tokyo, đã đưa ra một tuyên bố trấn an những lời cầu nguyện của giáo hội dành cho các nạn nhân, đồng thời thông báo rằng một nhóm từ Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật Bản đang đánh giá thiệt hại trước khi giáo hội quyết định phản ứng của mình. Ý cầu nguyện tháng 1 của Đức Thánh Cha cầu cho ơn đa dạng trong giáo hội. Vào chiều ngày 2 tháng 1 vừa qua, video ý cầu nguyện cho tháng 1 năm 2024 của Đức Thánh Cha đã được công bố với tựa đề Cầu nguyện cho sự đa dạng trong giáo hội. Trong đó, các Kitô hữu cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu vào ngày 18 đến ngày 25 tháng 1. Trong video, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu hãy hiệp nhất lời cầu nguyện của chúng ta với món quà về sự đa dạng trong giáo hội của Ngài, vì sự đa dạng là cơ hội để vui mừng. Đức Thánh Cha lưu ý rằng sự đa dạng và thống nhất đã hiện diện trong các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi.
đồng thời nói thêm rằng sự căng thẳng do sự đa dạng mang lại phải được giải quyết ở cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, sự đa dạng trong giáo hội bao gồm các anh chị em của chúng ta thuộc các giáo phái Kitô giáo khác nhau. Ngài nói, để tiến lên trên hành trình đức tin, chúng ta cũng cần đối thoại đại kết với anh chị em của chúng ta thuộc các tôn giáo và cộng đồng Kitô giáo khác. Đây không phải là điều gì đó khó hiểu hay đáng lo ngại, nhưng là một món quà Thiên Chúa ban cho cộng đồng Kitô giáo để cộng đồng có thể phát triển thành một thân thể duy nhất, thân mình Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra ví dụ về sự đa dạng của các nghi thức trong các giáo hội Đông Phương hiệp thông với Roma. Ngài nói, họ có những truyền thống riêng, những nghi thức phụng vụ đặc trưng của họ, tuy nhiên họ vẫn duy trì sự hiệp nhất về đức tin. Họ củng cố nó chứ không phải chia rẽ nó. Để kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng mọi sự hiệp nhất Kitô giáo đều đến với chúng ta như một hồng ân của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của các đặc sủng khác nhau trong các cộng đồng Kitô giáo và khám phá ra sự phong phú của các truyền thống nghi lễ khác nhau trong giáo hội Công giáo. Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha đã đưa ra một thông cáo báo chí đi kèm với ý định của Đức Thánh Cha, lưu ý rằng thánh giá đại diện cho chủ đề chung của video tháng này, mô tả những biểu tượng của sự thống nhất và đa dạng. Cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu năm tới sẽ diễn ra tại Tallinn. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ lần thứ 46 của giới trẻ Kitô châu Âu diễn ra tại Ljubljana, thủ đô Slovenia, thầy Matteo, tu viện trưởng đại kết Tai Dê cho biết, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu lần thứ 47 sẽ tiến hành tại Tallinn, thủ đô Cộng hòa Estonia, từ ngày 28 tháng 12 năm 2024 đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng như Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và cả Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Antonio Guterres, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp châu Âu, đã gửi lời chào thăm và khích lệ các bạn trẻ. Trong 4 ngày gặp gỡ, ban trưa, các bạn trẻ đã họp nhau cầu nguyện tại 10 thánh đường trong thành phố Ljubljana, và ban chiều, họ gặp gỡ chung tại hội trường thể thao Stožice để chia sẻ về các đề tài đức tin, tình liên đới, văn hóa, cũng như cầu nguyện và suy niệm. Nơi gặp gỡ lần tới, vào cuối năm 2024, tại Estonia, quốc gia chỉ có khoảng 1.400.000 dân cư, trong đó có 450.000 sống tại thủ đô Tallinn. Đa số dân nước này là tín hữu Tin lành Luterte và chỉ có khoảng 6.500 tín hữu Công giáo hợp thành một miền giám quản tông tòa với một giám mục, 12 linh mục chiều và dòng cùng với 15 nữ tu. Chuyên mục Suy tư tản mạn. Quý vị và các bạn thân mến, bầu khí đón Noel tại mỗi nơi, mỗi miền, mỗi vùng trời tổ quốc và mỗi đất nước cũng rất khác nhau. Noel nơi miền xuôi, thành phố có thể nhộn nhịp và ấm áp hơn bởi sự tấp nập và trang hoàng lộng lẫy. Còn nơi miền núi, có lẽ ngay bởi chính cái thời tiết khắc nghiệt đã làm cho không gian trở nên lạnh lẽo. Nhưng không, có thể thời tiết lạnh đấy, nhưng con người nơi đây họ lại thật ấm áp và như lan tỏa hơi ấm của Hải Nhi Giê-xu để cho ta có một cái nhột mà tự hỏi Long Minh rằng có phải Noel lạnh hay lòng ta đang lạnh? Bài viết Noel lạnh dưới đây mà tác giả HHQ Trần Tình như cho ta một câu hỏi để suy tư vậy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Năm nay, thời tiết thật lạ. Trời ấm nóng mãi cho đến gần Noel thì đón những đợt rét đậm. Và cái rét còn cắt da cắt thịt hơn trên những triền đồi quê em, nơi tôi có dịp cùng em mừng lễ. Tôi đã đón nhiều mùa Noel ở miền xuôi và thành phố, nơi không khí Giáng sinh dường như đã tràn ngập kể từ những ngày đầu tháng 12. Khắp các con phố, người ta trang hoàng lộng lẫy nhà cửa với đèn sao lấp lánh, trang trí hang đá bằng nhiều chất liệu, với nhiều cây thông Noel rực rỡ, đầy sáng tạo và những món quà bất ngờ. Người ta đi tham quan phố phường và vui đón Chúa Giáng sinh dưới nhiều hình thức khác nhau. Đã nhiều mùa Giáng sinh, tôi hòa mình trong dòng người tấp nập đón Noel, làm cho cái lạnh của thời tiết dường như tan biến. Nhưng tự trong tâm hồn, tôi vẫn cảm thấy một điều gì đó phảng phất lạnh, man mác buồn, nơi những ánh mắt ngắm nhìn Hải Nhi nơi hang đá. Có ai cảm được cái lạnh của một người đã đến nhà mình mà người nhà không đón tiếp, nơi những tiếng nói cười chúc nhau mùa Giáng sinh, nơi những bức ảnh check-in trước máng cỏ, nơi những món quà xanh đỏ của ông già Noel. Có bao nhiêu người thực sự cảm thấu được món quà bình an
mà Hoàng tử Hòa Bình đem đến. Phải chăng cái lạnh mà thế giới đang phải đối diện không phải đến từ thời tiết, nhưng từ chính cái lạnh trong tâm hồn con người? Nói em lạnh hay lòng tôi đang lạnh? Tôi đón mừng Chúa Giáng sinh cùng em trong cái lạnh khắc nghiệt 7-8 độ của miền Sơn Cước. Em hớn hở khi nhận được món quà của ông già Noel là mấy cái bánh kẹo được gói gọn trong một hộp nhỏ. Em náo nức tập duyệt cho tiết mục văn nghệ Feliz Navidad, đầy sôi động trong cái áo khoác mỏng và đôi chân trần đen cáu vì bụi đất. Nhưng lạ quá, tôi thấy hình như em không lạnh. Em không lạnh không phải vì mốt thời trang đánh tan thời tiết như một số bạn miền xuôi của tôi, hay có thể vì em đã quá quen với thời tiết khắc nghiệt này, nhưng chính vì niềm vui em cảm thấy thực sự trong tâm hồn. Niềm vui có Chúa đánh tan cái lạnh trong em. Em hát vỡ nhà nguyện nhỏ bài thánh ca, tiếng hát thiên thần trong đêm Giáng sinh. Cách nào đó, tôi thấy hình ảnh của Hải Nhi Giê-xu nơi em. Sharon Rowheiser, dòng truyền giáo hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm chia sẻ, vì không có chỗ trong nhà trọ, Chúa Giê-xu ra đời ở bên ngoài thành phố, bên ngoài những gì tiện nghi thoải mái, bên ngoài danh vọng và những gì được công nhận bởi người giàu có và quyền thế. Chúa Giê-xu ra đời giữa sự vô danh, nghèo hèn, không ai để ý ngoại trừ người có đức tin và Thiên Chúa. Mùa Noel trước, dường như quá bận rộn với công việc và bổn phận, tôi đã quên mất việc đi tìm Hải Nhi. Năm nay, tôi thấy Ngài đang hiện diện cách bí nhiệm nơi em, nơi sự đơn sơ và nghèo khó, ở xa trung tâm và ngoài thành phố của em. Và Ngài cũng đang ở với những người không thuộc về chốn này, những người bị giới cầm quyền loại trừ vì họ bị xem là yếu đuối, bị chối bỏ tư cách làm người, bị tra tấn, bị ném bom, đang ở đâu đó trên trái đất này. Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội để được đón Noel với em, để tôi thấy được cái lạnh trong lòng mình, để tôi thấy cần phải nhìn lại căn tính đời mình và can đảm bước tiếp. Cảm ơn em, ngọn củi nhỏ đã thêm vào bếp lửa cuộc đời tôi, giúp tôi thêm ấm yêu thương trong mùa Noel lạnh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!